Thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học, mùa hè sắp đến, nhu cầu tìm đến các lớp ngoại khóa, các lớp trải nghiệm mùa hè, đặc biệt là chạy hè công an quân đội đang được nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều đối tượng đã lập nhiều trang tin giả mạo, sử dụng nhiều phương thức khác nhau để chiếm đoạt tiền tài sản của người đăng ký tham gia. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an thành phố Hưng Yên phát hiện nhiều trang có tên chạy hè kỹ năng học kỳ công an nhân dân, chạy hè học kỳ quân đội, học kỳ công an năm 2024 chiến sĩ công an nhỏ năm 2024 với giao diện tên, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan công an quân đội của các đơn vị địa phương thực tế. Từ đó, mạo danh và đăng tải nội dung mời gọi phụ huynh liên hệ cho con em tham gia chạy hè, nhận tiền đặt cọc của người tham gia rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Công an thành phố Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác trước hình thức mạo danh các đơn vị tổ chức chạy hè để lừa đảo không cung cấp các thông tin cá nhân số tài khoản ngân hàng số điện thoại để các đối tượng lợi dụng khai thác trong trường hợp nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết